Quý khán giả, miền Nam dãy đất trù phú, cây trái quanh năm xanh tốt, con người hào phóng nhân hậu. Đó là những dấu ấn của xứ sở này trong âm nhạc và văn học. Còn đất phương Nam, trong con mắt của họa sĩ thì sao? Mời quý khán giả khám phá vùng đất này qua nét cọ của họa sĩ Lê Minh. Đánh dấu cho sự kiện 71 năm tuổi đời và nửa thế kỷ tuổi nghề, họa sĩ Lê Minh đã giới thiệu cuộc triển lãm mang tên Đất Phương Nam tại Phương Mai Gallery, thu hút sự quan tâm của công chúng đam mê hội họa bởi bút lực sung sức và nét thi vị lãng mạn trong tranh của người họa sĩ đang vào độ tuổi thất thập cổ lai hy này. Để dự cái buổi khai mạc phòng tranh của tôi với chủ đề Đất Phương Nam hôm nay, cảm xúc của tôi cho nên mới có phòng tranh. Tên thật là Lê Ngọc Minh, sinh năm 1937 tại Sài Gòn, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Gia Định vào năm 1957. Họa sĩ Lê Minh nguyên là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tuần báo Em nổi tiếng ngày xưa. Mang trái tim của người lãng tử, nên trong các tác phẩm của người họa sĩ này cũng luôn đong đầy xúc cảm. Ông vẽ về dải đất phương Nam yên bình và thơ mộng, cuốn hút mọi người, đặc biệt là những người con đã được sinh ra hay từng sống tại đất mẹ phương Nam, như tìm thấy một vùng trời tuổi thơ và kỷ niệm, luôn da diết dạt dào tình cảm về một xứ sở chất chứa bao ân tình sâu nặng. Đó là những xóm nhỏ bình yên giang sông, những vườn cây xanh thẳm một màu, những làng quê thanh vắng và những con người thuần hậu thủy chung. Với chủ đề là đất phương Nam, vì cái cảm xúc của tôi trong khi mà tôi sáng tác ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nhiều lắm. Tôi đi từ Tiền Giang, Bến Tre, rồi U Minh Thượng, U Minh Hạ, thậm chí mà đi ra tới đất mũi Cà Mau. Rồi cái cảm xúc đó nó dâng lên ở những cái phong cảnh nên thơ lắm. Và như mà hồi xưa người ta nói là rừng vàng biển bạc của nước mình đó, thì thật sự là ở dưới là biển bạc là đúng rồi. Do đó nó hăng hái mà để mà sáng tác những cái xóm lưới, chài lưới của người dân Nam Bộ, với lại cái chất phác, tánh tình chất phác hiền hòa. Do đó mà những cái cảm xúc đó làm cho họa sĩ phải để là đất phương Nam. Những cái cảm xúc đưa tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng lâng lâng bởi những tác phẩm không mang những chất triết lý sâu xa, mà nó sống vừa thực vừa có những cái chất thơ trong đó. Cách đây nửa thế kỷ thì họa sĩ Lê Minh đã nổi tiếng trên một cái minh họa báo chí. Ông đã minh họa sách báo. Lúc bây giờ tôi còn nhớ thì ngoài họa sĩ Lê Trung thì còn có họa sĩ Lê Minh là những người mà minh họa trên báo những hình tượng người phụ nữ mang chất miền Nam và Sài Gòn rất là mộc mạc dễ thương. Song song với những tác phẩm về sông nước miền Nam là chân dung thiếu nữ chiếm phần nhiều và ghi đậm dấu ấn của một Lê Minh phóng khoáng và đầy sáng tạo, thật sự chinh phục trái tim người thưởng lãm bởi nét cọ tài hoa bay bổng. Người đẹp trong tranh mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng và thánh thiện biết bao. Một không gian yên bình ngát hương sen, thấp thoáng bóng dáng những thiên thần duyên dáng, trinh nguyên, đưa người thưởng ngoạn vào thế giới của thi ca huyền hoặc, tinh tế, thoát khỏi cuộc đời thực với biết bao lụy phiền trần tục. Làm sao lại không rung động trước sự e lệ của thiếu nữ trong tranh? Một dáng gầy, mong manh lá cỏ, một chút mơ hồ lãng đãng khói sương. Đẹp lạ lùng, không làm sao có thể diễn tả hết bằng lời.
dùng đất phương Nam á, nó qua những cái mà mình được đi thâm nhập vào thực tế, thâm nhập sáng tác. Cái thâm nhập đó mình thấy người dân hiền hòa, chất phác. Thậm chí mà tới cái, những cái vùng mà sầu riêng cái mơn, rồi xoài cát Hòa Long, trời ơi, họ đổi cái khăn, rồi họ đổi cái nón lá, rồi mà họ bưng, nó đoán nó lấy đầy quá. Mình thấy như là cái phong phú của cái trái cây của miền Nam á. Rồi nếu mà ra tới bờ sông Tiền, sông Hậu thì thôi, rồi dòng nước Phù Sa nó chảy, làm cho mình khoái quá. Từ đó cái cảm xúc của mình nó dâng trào nhiều lắm. Mảng tranh khỏa thân của họa sĩ Lê Minh cũng rất đặc biệt, thể hiện hết cái tầm của một cây cọ bay bổng trẻ trung. Mỗi bức tranh là một bài ca mang giai điệu tuyệt mỹ, đưa người xem vào thế giới của mơ mộng và lãng du. Rõ ràng phải là người yêu rất nhiều và sống rất nhiều với mảnh đất nghĩa tình này mới có thể lột tả hết vẻ đẹp của vùng đất và con người của một miền sông nước mênh mang. Cho dù anh đã lớn tuổi nhưng mà cái bút pháp phong thái vẫn còn lãng mạn bay bướm. Đó là cái đặc trưng lớn nhất của họa sĩ Lê Minh trong bộ tranh này. Những cái hình tượng mà anh trình bày đa số là thiếu nữ, những cái phong cảnh nhà sàn, những cảnh hoàn toàn nó thuần túy nét Nam Bộ, những cảnh sen nó cho ta thấy một cái không gian rất là nhẹ nhàng, thanh thoát, và thậm chí là có những cái tác phẩm nó mờ ảo như là liêu trai vậy. Ở đây cái phần về cái thay đổi về cái bút pháp đó, thì mình nói là ở đây mình nhìn kỹ thì thấy là những cái đoạn đầu anh vẽ là vẽ bằng cọ và vườn tả tương đối cũng tốt và có những chỗ bội lửng cũng rất là đẹp. Còn sau này thì họa sĩ Lê Minh lại chuyển qua cái dạng là rảy màu nó chảy, chảy màu, búng màu, chảy, và từ đó anh tạo hình dựa trên những cái màu đó. Nó cho một cái cảm giác bất ngờ trong cái bút pháp và nó cho cảm xúc rất là đặc biệt. Thưởng ngoạn tranh của họa sĩ Lê Minh cũng là sự khám phá bất ngờ, từ những cung bậc nhẹ nhàng cho đến bổng trầm đầy lý thú. Hình ảnh của thiếu nữ vừa gần vừa xa bằng nét cọ đầy ngẫu hứng. Có một điều ấn tượng là màu sắc và nét vẽ được họa sĩ Lê Minh chăm chút và xử lý rất chừng mực và đầy sáng tạo, đủ để lay động người xem và cuốn hút ánh nhìn để rồi ngẩn ngơ mãi không thôi. Gần như có một mẫu số chung với tất cả những ai từng thưởng ngoạn đất phương Nam của họa sĩ Lê Minh, đó là ngạc nhiên và cảm phục. Bởi với một đề tài gần gũi này lại được ông truyền cho sức sống và những cảm xúc mới mẻ. Có lẽ chính tình yêu thiết tha, niềm lạc quan vô bờ và óc sáng tạo không ngừng nghỉ mà ông cứ trẻ mãi trong cuộc sống lẫn trong nghệ thuật, dù rằng họa sĩ Lê Minh đã bước vào tuổi 70.